Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập chương 2 với một số nội dung dự kiến như sau: tọa độ của vector đối với một cơ sở trong một không gian vector, rồi phép biến đổi tọa độ. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Câu số 18. Trong 2 tuần trước chúng ta đã làm được 17 câu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 18. Nội dung câu số 18 như sau. Trong P2X, tức là trong cái không gian vector các đa thức với ẩn là X bậc không quá 2, tọa độ của cái vector X có dạng là 2X bình phương cộng X trừ 3 đối với cơ sở B gồm có 3 vector là 1, x trừ 1, x trừ 1 bình phương là A, x có tọa độ là 2, 1, trừ 3, B, x có tọa độ là 0, 5, 2, C, x có tọa độ là 2, 5, 0, và D, x có tọa độ là trừ 3, 1, 2. Như vậy là em thấy ngay câu số 18 chúng ta bắt đầu ôn tập về tọa độ của một vector. Thế nói đến tọa độ của một vector là phải nói đến một cái cơ sở, bởi vì chúng ta không có cái tọa độ chung chung của một vector, mà tọa độ vector là tọa độ của nó đối với cơ sở nào. Thế trước khi làm câu số 18, chúng ta cùng nhau nhắc lại cái lý thuyết về tọa độ của vector. Cái thứ nhất là trong không gian vector V với một cơ sở được sắp thứ tự là B, X1, X2, vân vân, Xn. X với ký hiệu là T1, T2, vân vân, Tn, tức là ta viết nó dưới dạng một cái ma trận cột. Viết như vậy, hoặc là nếu để diễn tả X này đang là tọa độ của một vector X đối với một cái cơ sở nào đó, ví dụ như trong bài toán của chúng ta nó có nhiều cơ sở, thì để phân biệt tọa độ của X đối với cơ sở này hay cơ sở khác thì chúng ta ký hiệu thêm như thế này nè. Ví dụ thêm như vậy, có nghĩa là đây là tọa độ của vector X đối với cái cơ sở là B. Thì cái X này nó được gọi là tọa độ của vector X đối với cơ sở B khi và chỉ khi X được diễn tả là T1, X1. Cái thành phần đầu tiên này nè, T1 thì nhân với X1, cộng với thành phần thứ hai T2 thì nhân với X2, vân vân. Cuối cùng là Tn thì ta nhân với Xn. Khi nào mà có cái đẳng thức như vậy thì ta nói T1, T2, vân vân, Tn được cách sắp thứ tự thành ma trận cột thì gọi là tọa độ của vector X đối với cơ sở B. Thế ở đây em thấy rằng là người ta có cái từ là sắp thứ tự. Tại sao có cái từ này? Là bởi vì nếu em để X1 trước thì khi mà em diễn tả X là T1, X1 thì T1 mình viết trước trong cái tọa độ của vector X đó. Nếu X2 là cái vector thứ hai được đến thứ tự là số 2, thì khi em viết T2, X2 thì T2 viết trong này là thứ tự là thứ tự 2. Cuối cùng ví dụ Xn ứng với nó Tn thì Tn ta viết cuối cùng. Ứng với một cái tập hợp X1, X2, Xn, nếu nó là một cơ sở đó thì khi em tráo thứ tự nó thì nó vẫn là một cơ sở. Là bởi vì nếu B này nè, nó là một cơ sở, tức là nó vừa độc lập tuyến tính vừa là hệ sinh, thì khi em tráo thứ tự thì nó vẫn là tập độc lập tuyến tính và là hệ sinh. Tôi lấy ví dụ thế này. Bây giờ đó mình tráo thứ tự cái X1 với X2, nên X2 ta viết trước đây nè, X1 ta viết sau, thì ta được một cái tập hợp là B phết. Thì B phết này nè, nó cũng là cơ sở của cái không gian vector V. Nhưng mà cái thứ tự các vector trong cái cơ sở này được thay đổi so với lại thứ tự của các vector trong cái cơ sở B. Nếu như thế này thì vector X đối với cơ sở B phết, tọa độ của nó như thế nào? Thì do ta có nè, X nó là T1, X1 cộng T2, X2 vân vân cộng Tn, Xn. Ta biết rằng là cái X này nó diễn tả một cách duy nhất qua một cái cơ sở như thế này. Thế bây giờ nếu như ta tính X2 trước, X2 trước, như vậy thì trong cái tọa độ của vector X mà đối với cơ sở là B phết thì em phải tính T2 trước. Có nghĩa là ta sẽ viết như thế này đây, X bằng nè. Đây, đối với cơ sở là B phết thì ta có T2. T2, X2 thì T2 viết trước, tại vì đây X2 viết trước.
rồi đến T1 là thứ hai, là bởi vì ở đây X1 là thứ hai, thì T1 mình viết thứ hai, dòng thứ hai, vân vân. Ứng với Xn là Tn, thì ta có Tn. Như vậy thì em thấy rằng là cũng một vector x, nhưng mà đối với không gian, đối với cái cơ sở này thì tọa độ nó khác, mà đối với cơ sở khác thì tọa độ của nó có thể khác. Chúng ta vừa nhắc lại tọa độ của một vector đối với một cơ sở trong một không gian vector V. Ý thứ hai cần nhắc lại là bây giờ trong cái không gian vector V, đặc biệt là Rn, thì trong Rn nếu một cái vector x nó có n thành phần là x1, x2, vân vân, xn, thì tọa độ của vector x này đối với cơ sở chính tắc, cái cơ sở chính tắc của không gian Rn là cái cơ sở này nè. Đây, cơ sở B này người ta gọi là cơ sở chính tắc của không gian Rn. Vector đầu tiên của nó đó, thành phần thứ nhất là 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ hai thì thành phần thứ hai là 1, các thành phần khác bằng 0. Cứ thế thì vector thứ n, thành phần thứ n của vector n này, thứ n này nó là 1, các thành phần khác là 0. Thì chúng ta cần nhớ rằng là đối với cơ sở chính tắc này nè, thì tọa độ của vector x này nè được viết rất là dễ. X hiển nhiên là viết dưới dạng ma trận cột. Nếu vector đầu tiên là 1 0 0 0 như thế này thì đối với lại cơ sở chính tắc, thành phần đầu tiên của nó, xin lỗi, vector x là x1, x2, xn, thì đối với cơ sở này ta viết lại x1 ở cái vị trí thứ nhất, rồi tiếp tục là x2, vân vân đến xn. Có nghĩa là em chỉ cần viết cái này này dưới dạng cái ma trận cột thì ta có tọa độ của vector x này đối với cơ sở chính tắc. Em theo kịp không? Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái câu hỏi số 18. Người ta hỏi rằng là tọa độ của vector x 2x bình phương cộng x trừ 3 đối với cái cơ sở B này đây, tọa độ của nó là bao nhiêu? Họ cho mình 4 phương án để lựa chọn. Thế bây giờ mình chưa biết vector x tọa độ là bao nhiêu, mình đặt nó là mtk. Ta đi tìm mtk. Thế nếu x có tọa độ là mtk trong cái cơ sở B này, thì theo định nghĩa vừa rồi, cái phần số 1 đó, thì ta phải có x bằng gì? M nhân với 1, cái thành phần đầu tiên này nè, nhân với vector đầu tiên trong cái cơ sở B, M nhân 1, cộng với thành phần thứ hai là T, thì nhân với vector thứ hai trong cái cơ sở B, tức là ta có T lần X trừ 1. Thành phần thứ ba là K, thì ta nhân với vector thứ ba trong cơ sở B, có nghĩa là ta cộng với K lần X trừ 1 bình phương. Như vậy thì ta có nè, M nhân 1 là M, ta khai triển nó ra, cộng với tx trừ t, đây tx trừ t, cộng với k lần, khai triển hàm đẳng thức thôi các em, mình có x bình phương trừ 2x cộng 1. Bây giờ đặt nhân tử chung, thế ở đây mình có là kx bình phương này, kx bình phương bao nhiêu x, thì ở đây mình có tx, chỗ này mình nhân vô là mình có trừ 2kx. Như vậy đặt x làm nhân tử chung, có phải ta được là t trừ 2k không? Bây giờ đến hằng số, thì hằng số gồm có m là 1, trừ t là 2, k nhân 1 là k. Như vậy ta có hằng số là m trừ t cộng k. Vector x khai triển ra như thế này, mà đề cho vector x là 2x bình phương cộng x trừ 3. Như vậy thì so với giả thiết, ta phải suy ra rằng là ở đây 2x bình, ở đây kx bình. Như vậy thì ta có k chính là 2. Hệ số x ở đây là t trừ 2k. Hệ số x đề cho là 1. Vậy em có t trừ 2k bằng 1. Hằng số mình có là m trừ t cộng k, đề cho là trừ 3. Rồi, ta có một cái hệ gồm có 3 phương trình, 3 ẩn. Hệ bậc nhất thôi. Tính toán rất dễ. Từ đây ta suy ra này, k bằng 2. Ta thấy k bằng 2 vào đây, thì chỗ này là số trừ 4. Tôi chuyển vế thì T chính là 1 cộng 4, tức là 5. Thế T là 5 và K là 2 vào phương trình thứ 3, thì em được cái này là trừ 5 cộng 2 là trừ 3. Đơn giản trừ 3 ở vế bên phải. Như vậy thì ta có M là 0. Rồi.
Như vậy thì ta đọc nè, M là 0, M là 0, T là 5, thành phần thứ hai là 5, K là 2. Như vậy tọa độ vector x đối với cái cơ sở B này nó là gì nè? Là 0, 5, 2. Như vậy là ta nhìn vào trong bốn cái phương án này, cái phương án nào mà 0, 5, 2 thì ta chọn, thì đây là phương án B. Đó. Như vậy là cái ví dụ này nó cho chúng ta nắm được cái định nghĩa tọa độ của một vector đối với một cơ sở. Xin mời các em tiếp tục với câu số 19. Câu số 19 nội dung như sau. Cho B và B phết. Đây là hai cái cơ sở của không gian R3. B, ta nhìn kỹ một tí xíu ta thấy B là cơ sở chính tắc, đúng không các em? Cơ sở chính tắc. Thành phần thứ nhất của nó là 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ hai, thành phần thứ hai là 1, các thành phần khác bằng 0. Vector thứ ba, thành phần thứ ba là 1, các thành phần khác bằng 0. B này là cơ sở chính tắc đó của cái R3. B phải họ cũng cho rồi, đây là cơ sở của R3. Chuyện này họ cho, chúng ta không cần kiểm tra lại. Người ta hỏi rằng là ma trận S mà chuyển cơ sở từ B sang B phết trong cái R3 đó là ma trận nào trong các cái ma trận sau đây? Phương án thứ nhất là S như thế này. Phương án thứ hai S cho bởi ma trận này. Rồi C, S đây. Và D, S là ma trận này. Chọn ma trận nào? Như vậy là câu số 19 thì lại nhắc chúng ta đến một cái kiến thức khác. Hồi nãy là tọa độ của một vector đối với một cơ sở. Còn bây giờ nó là ma trận chuyển từ cơ sở này sang cơ sở kia. Như vậy chúng ta cần phải hiểu lại là ma trận chuyển cơ sở được định nghĩa như thế nào. Cho B và B phết là hai cơ sở của không gian vector V. Cái ma trận S gọi là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Nếu như cái cột thứ y của ma trận S nó là tọa độ của vector thứ y trong cái cơ sở B phết mà tính theo cái cơ sở B. Cái chỗ này là các em phải hết sức để ý cái thứ tự, chứ còn không thì mình sẽ viết nhầm đó. Ma trận S là cái ma trận chuyển từ đâu? Chuyển từ cái cơ sở B sang cơ sở B phết. Vậy thì cái ma trận này nè, cái cột thứ y của nó là tọa độ của vector thứ y trong B phết đối với B. Nói cho rõ thế này, dùng hình ảnh nè, đây là B, đây là B phết nè. Bây giờ em muốn tính B, em muốn tìm cái ma trận S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết, thì em phải làm cái gì nè? Em phải làm cái gì? Em phải đi tính tọa độ của những vector trong cái B phết đó, theo vector B, trong theo cái cơ sở B. Chuyển từ B sang B phết thì ta tính B phết theo B. Tính ngược lại như vậy, coi chừng nhầm nha. Và nếu như ta gọi một cái ma trận P là cái ma trận chuyển cơ sở từ B phết sang B, ta làm ngược lại đó. Thế thì nếu mà P là cái ma trận chuyển cơ sở từ B phết sang B, thì nếu dùng định nghĩa trên này nè, thì em phải tính tọa độ các cái vector trong cơ sở B theo các vector trong cơ sở B phết, tính ngược lại đó. Đó là một cách làm. Thì trong những bài trước chúng ta đã học rằng là cái ma trận P mà chuyển cơ sở từ B phết sang B thì người ta chứng minh được nó bằng S trừ 1. Nếu B chuyển cơ sở sang B phết là ma trận S, thì cái ma trận chuyển cơ sở từ B phết sang B chính là ma trận nghịch đảo của cái ma trận S này, nghĩa là P bằng S trừ 1. Chúng ta vừa nhắc với nhau cái ma trận chuyển cơ sở, và bây giờ chúng ta ứng dụng cái điều này vào câu số 19. Như vậy thì ở đây người ta hỏi mình đó, là tìm cho họ cái ma trận S chuyển cơ sở là từ B sang B phết. Khi em chuyển cơ sở từ B sang B phết thì vừa nãy chúng ta nhắc lại là ta phải tính các cái vector trong B phết, tính tọa độ của nó theo các vector trong B. Có nghĩa là mình tính tọa độ các vector trong B phết này nè, 110, 011, 101 này, theo các cái vector trong cái cơ sở chính tắc của R3.
thế chị chúng ta có này. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nhắc lại với nhau rằng là nếu như một cái vector nào đó trong không gian R3 có tọa độ là 110 thì đối với cơ sở chính tắc á, thì tọa độ vector 110 này nó chính là cái ma trận cột mà mình viết lại theo đúng thứ tự thành phần thứ nhất, thành phần thứ hai, thành phần thứ ba của nó. Có nghĩa là tọa độ của vector 110 đối với cơ sở chính tắc B thì chúng ta có chỗ này là 1 trước này đến 1 đến 0. Rất là đơn giản. Tương tự thì em có tọa độ vector thứ hai trong cơ sở B phết là 011 mà tính theo cái tọa độ, tính theo cái vector, tính theo các vector trong cơ sở chính tắc B thì 011 này được viết lại theo đúng thứ tự là ma trận cột là 011. Có dễ không? Tọa độ của vector thứ ba là 101 tính theo B thì ta viết lại đây là 101 viết theo cột. Như vậy là chúng ta đã có cái S cần tìm. Vậy thì trong bốn phương án này thì chúng ta thấy rõ ràng là phương án A đúng. Hết sức đơn giản nếu như là cái ma trận cần tìm là cái ma trận chuyển cơ sở từ từ chính tắc sang một cơ sở nào đó. Chúng ta tiếp tục với câu số 20. Cho B gồm có hai vector là 10 và 01. B phết là 2153. Người ta hỏi ma trận S chuyển cơ sở từ B phết sang B trong R2 là cái ma trận nào? Trong bốn cái trường hợp sau đây, chúng ta có bốn phương án A, B, C và D. Ở đây á, là R2. Cái câu số 19 vừa rồi là R3. Thì trong R3 thì mình, một cơ sở nó gồm có 3 vector. Còn trong R2 thì cơ sở của nó có 2 vector. Và đây chính là cơ sở chính tắc của R2 các em. Và thành phần thứ nhất bằng 0, bằng 1, thành phần thứ hai bằng 0. Cái này thành phần thứ nhất bằng 0, thành phần thứ hai bằng 1. Đây là cơ sở chính tắc. Trong câu số 19 thì người ta hỏi ma trận S là chuyển từ cơ sở chính tắc sang một cơ sở nào đó. Cái việc làm đó chúng ta mới làm xong, thấy hết sức đơn giản. Bây giờ họ hỏi mình cái chuyện ngược lại là chuyển từ một cái cơ sở B phết sang cơ sở chính tắc B. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất là nếu em đối chiếu với định nghĩa cái ma trận chuyển cơ sở đó thì em phải làm cái gì? Em phải tính tọa độ của các cái vector trong cái cơ sở chính tắc B theo các cái vector trong B phết. Ta tính ngược lại mà, chuyển từ B phết sang B thì phải tính tọa độ các vector trong B theo các vector trong B phết. Đó là một cách làm. Ta diễn tả thêm là hai cái vector mà 21 này nè, vector 10 này nè mà tính theo hai cái vector 21 và 53 này nó bằng cái gì? Vector 01 này nè tính theo hai vector 21 và 53 này nó bằng bao nhiêu? Thì việc làm đó nó hơi khó, cũng được thôi mà nó hơi khó. Thế bây giờ chúng ta làm thế này. Ta làm cách thứ hai là ta đi tìm cái ma trận P là cái ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Họ hỏi mình á là họ hỏi cái ma trận chuyển từ B phết sang B. Nhưng trước khi làm chuyện này chúng ta làm cái ma trận chuyển từ B sang B phết. Thì làm như vậy tức là giống câu số 19. Tìm cái ma trận chuyển cơ sở từ một cái cơ sở chính tắc sang một cơ sở nào đó thì rất là dễ dàng. Ta làm như sau. Vector P này. Thế lúc này có phải là mình đi tính tọa độ của các cái vector trong B phết theo B không? Mà tọa độ của một vector đối với cơ sở chính tắc thì chúng ta chỉ cần viết lại các thành phần của nó 21 này nè theo thứ tự cột. Như vậy thì tọa độ của vector thứ nhất trong B phết là 21, sắp xếp lại theo cột là 2 đây, 1 đây. 53 là ta viết lại thành cột. Đây là 5, đây là 3. Thế ta vừa tìm được P, nó là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Thế vừa rồi chúng ta trong cái ý thứ hai chúng ta có nói với nhau rằng là nếu như mà P là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết thì cái P này chính là ma trận nghịch đảo của cái ma trận S. Như vậy ta có S thì bằng P trừ 1, P thì bằng S trừ 1, nó ngược nhau như vậy đấy.
Vậy thì muốn tìm S thì ta cần tìm P trừ 1, tức là tìm ma trận nghịch đảo của ma trận P. Trong cái chương đầu tiên chúng ta học về ma trận thì muốn tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận P đó thì chúng ta có nhiều cách làm. Chúng ta có thể dùng công thức, chúng ta có thể tính toán bằng cách là ghép nó với một cái ma trận đơn vị, rồi dùng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa cái ma trận ban đầu á về ma trận đơn vị, thì cái ma trận đơn vị sau nó cho mình cái ma trận nghịch đảo P trừ 1. Nhưng mà trong cái phần ôn tập của chương đầu tiên thì khi mà tìm cái ma trận nghịch đảo của một cái ma trận vuông cấp 2 đó, thì ngoài hai cách mà tôi vừa nhắc lại đó, thì tôi có chỉ cho các em một cái cách để tính ma trận nghịch đảo của một cái ma trận vuông cấp 2 một cách nhanh chóng. Chắc là các em còn nhớ. Muốn tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận P mà làm ma trận vuông cấp 2 như thế này nè, thì ta làm sao các em nhớ không nè? Đầu tiên á, thì cái ma trận S á, tức là P trừ 1 á, nó bằng 1 trên định thức của ma trận P nhân với một cái ma trận, mà cái ma trận đó đó mình đổi chỗ vị trí các cái phần tử trên đường chéo chính, còn các phần tử trên đường chéo phụ thì chúng ta đổi dấu. Chúng ta nhớ cái đó thì chúng ta làm mau thôi. Như vậy thì cái P trừ 1 chính là 1 trên định thức của ma trận P nhân với cái ma trận. Cái ma trận này nè là mình đổi vị trí hai phần tử trên đường chéo chính, đổi 2, 3, đây 3, 2. Và đối với các phần tử trên cái đường chéo phụ này đó thì chúng ta đổi dấu nó -1, -5. Chúng ta có ngay cái ma trận nghịch đảo của ma trận P. Thế bây giờ chúng ta phải tính tiếp coi thử là cái định thức của ma trận P là bao nhiêu. Thì ma trận P này là một cái ma trận vuông cấp 2. Định thức của nó tính hết sức đơn giản: tích các phần tử trên đường chéo chính trừ tích các phần tử trên đường chéo phụ, tức là 2 × 3 - 1 × 5, ta được là 6 - 5. Như vậy thì cái định thức của ma trận P là 1. Rồi cho nên 1 chia 1 thì coi như cái nhân tử trước này là số 1. Mà số 1 thì thôi bỏ được, tại vì trong một cái phép toán nhân thì 1 nhân cái gì thì ra chính cái đó. Như vậy thì ta có P trừ 1 chính là ma trận này đây. Như vậy là ta vừa tìm được cái ma trận S theo yêu cầu bài toán, là cái ma trận mà chuyển từ B phát sang B. Vậy thì ta nhìn vào 4 phương án, phương án nào cho S là cái này thì ta nhận. Ở đây ha, 3 - 5 - 1, 2. Chỗ này đây, 3 - 5 - 1, 2. Ta chọn phương án D. Như vậy là trong câu số 19 thì chúng ta ôn cái cách chuyển, mà tìm cái ma trận chuyển cơ sở từ cái cơ sở chính tắc sang một cái cơ sở nào đó. Cái đó dễ ha. Câu 20 khó hơn một tí. Ta chuyển từ một cái cơ sở nào đó sang cơ sở chính tắc thì nó khó hơn. Nhưng mà các em nhớ cách làm này nè. Chúng ta nên làm theo cái kiểu mà chúng ta vừa giải đó. Tức là khi hỏi ma trận S chuyển từ cái cơ sở nào đó sang chính tắc, thì chúng ta hãy tìm cái ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở đó, rồi tìm ma trận nghịch đảo. Nếu mà gặp một cái ma trận cấp 2 thì chúng ta làm sẽ rất là nhanh, nhanh hơn là chúng ta dùng định nghĩa. Ta tính tọa độ của các cái vector trong cái cơ sở B là cơ sở chính tắc theo cơ sở mới là cơ sở B phép. Các em lưu ý chỗ này. Bây giờ thì xin mời các em tiếp tục với câu số 21. Họ cho S là ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở B sang cơ sở B phết. X lớn và X lớn phết lần lượt là tọa độ của một cái vector X nhỏ đối với hai cơ sở này. Viết như vậy có nghĩa là X là tọa độ của vector X nhỏ đối với cơ sở B, còn X phết là tọa độ cũng của vector X nhưng mà đối với cơ sở B phết. Người ta hỏi mình cái mối quan hệ giữa X và X phết á. Phương án A nói là X thì bằng S nhân với X phết, với S đây là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Phương án B là X bằng S trừ 1 nhân X phết. Phương án C là X bằng X phết nhân S. Và phương án D là X bằng X phết nhân S trừ 1. Thì câu này nó thuần túy về mặt lý thuyết thôi. Chúng ta thuộc lý thuyết thì chúng ta sẽ làm được. Đây, nhắc lại là bây giờ chúng ta có
x bằng bao nhiêu x phép. Đó, ý của bài toán này là ta ôn lại công thức tính tọa độ của vector x trong cái cơ sở B theo cái tọa độ cũng của nó đối với cơ sở B phép, x bằng bao nhiêu x phép. Thế để cho dễ nhớ thì các em làm thế này nè. Em xem thử là vector x này nè, nó là cái x này nè, là tọa độ của vector x đối với cơ sở nào. Thì trong bài toán này là đối với cơ sở B. X phép là tọa độ của vector x nhỏ này đối với cơ sở là B phép. Đây là x là trong B, x phép là trong B phép. Rồi ta thử xem là từ B mà sang B phép thì ma trận chuyển là ma trận nào. Thì trong trường hợp này họ cho là ma trận S. Các em thấy không nè, S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phép. Vậy thì nếu chỗ này là chữ S nè, thì em chỉ cần thay cái dấu hỏi này là chữ S. À, như vậy thì chúng ta có x chính là S nhân x phép. Có dễ nhớ không? Nè, như vậy chúng ta chọn phương án A. Đó, muốn tính x theo x phép, ta làm sao? À, ta coi thử x là tọa độ trong cơ sở nào. X phép là tọa độ trong cơ sở nào. Ma trận chuyển từ cơ sở này sang cơ sở kia là ma trận nào. Ráp vô đây, chúng ta có kết quả. À, thuần túy lý thuyết thôi, cái này không có tính toán gì cả. Chúng ta tiếp tục với câu số 22. Trong R3, cho cái ma trận cột này đây là tọa độ của vector x đối với cái cơ sở B phết. Đây, B phết là cơ sở của R3. Câu hỏi đặt ra là khi đó tọa độ của vector x đối với cơ sở chính tắc là cái nào trong bốn cái phương án này. À, chúng ta có bốn phương án để lựa chọn. Thế bây giờ ta muốn tính tọa độ của vector x trong cơ sở chính tắc. Khi biết tọa độ của vector x đó đối với cơ sở B phép, thì chúng ta áp dụng cái định lý mà chúng ta mới nhắc lại đó trong câu số 21 đó. Tức là tìm cái mối liên hệ giữa x lớn và x lớn phép. Thế vừa rồi chúng ta nói rằng muốn tìm cái mối quan hệ giữa x lớn với x lớn phép thì chúng ta phải làm gì nè? Chúng ta phải đi tìm cái ma trận S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phép. Trong đó B là cơ sở chính tắc, còn B phết là cái cơ sở người ta cho này nè. Ta đi tìm cái ma trận S này. Tìm ma trận S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Nó trở về cái câu, một cái câu ở phía trước chúng ta mới làm đó. Khi chuyển cơ sở từ B sang B phết, thì chúng ta phải tính tọa độ của các cái vector trong B phết theo các vector trong B. Và đây là công việc dễ dàng. Tọa độ của vector thứ nhất trong B phết là 1, 1, 0. Tính theo cơ sở chính tắc. Tính ngược lại mà, tính B phết theo B mà, B là chính tắc. Thì tọa độ của 1, 1, 0, thì chúng ta sắp nó lại thành cột thôi, 1, 1, 0. À, vector thứ hai là 0, 1, 1 trong B phết. Tính theo cơ sở chính tắc, sắp xếp nó lại theo cột, 0, 1, 1. Vector thứ ba là 1, 0, 1. Chúng ta cũng sắp thứ tự nó lại thì ta được tọa độ của nó đối với cơ sở chính tắc, tức là 101 đây. Vậy là mình đã tìm được cái ma trận chuyển S từ cái B sang B phết. Và vừa rồi trong câu 21 chúng ta nói cái mối liên quan giữa tọa độ của một vector x nhỏ trong cơ sở chính tắc và tọa độ của một cái cơ sở của một vector x đối với một cơ sở B phết là x thì nó bằng S nhân x phết. Vậy thì ta dùng công thức này, ta tính toán thôi. Ở đây người ta bắt mình tìm x. Còn cái mà người ta cho đây nè là x phết. X phết là tọa độ của x đối với B phết. Còn cái x là tọa độ của x, cũng là của x, nhưng mà đối với cơ sở chính tắc. Đây là mối quan hệ giữa x và x phết. Như vậy chúng ta có nè, x bằng. Đây, x bằng S chúng ta vừa tìm xong nè. Ta ráp cái x phết vô. X phết người ta cho đây. Ta mang tình để vô đây. Như vậy bây giờ muốn tìm tọa độ của vector x nhỏ trong cơ sở chính tắc, tức là tìm cái x lớn này nè, thì chúng ta chỉ tiến hành cái phép nhân hai ma trận này với nhau. Ma trận này là một cái ma trận vuông cấp 3, tức là 3 x 3. Ta nhân với một cái ma trận cột
là 3 nhân 1, thì 3 nhân 3 mà nhân với 3 nhân 1 thì ra 3 nhân 1, tức là 3 dòng 1 cột. À, chúng ta sẽ được một cái ma trận 3 dòng 1 cột. Dòng thứ nhất thì mình lấy dòng 1 này nhân với cột 1 này. Chúng ta có này, 1 nhân 3 là 3. Rồi 0 nhân trừ 1 này là 0. 1 nhân 0 là 0. Chúng ta cộng lại với nhau, tức là 3 à, cộng với 0, cộng với 1. Như vậy, đầu tiên chúng ta có là 3. Rồi đến cái dòng thứ hai thì ta lấy dòng thứ hai ta nhân với cột thứ hai này. Lấy 1 nhân 3 là 3. 1 nhân trừ 1 là trừ 1. Vậy thì còn lại là 2. Cuối cùng cộng với 0 nhân 0 là 0. Như vậy cuối cùng ta có 2. Làm tương tự như vậy, em lấy dòng thứ ba em nhân với cột thứ ba thì 0 nhân 3 là 0 bỏ nè. 1 nhân trừ 1 là trừ 1. Dưới này 1 nhân 0 là 0. Vậy ta có trừ 1. À, như vậy thì ta xem trong 4 phương án này, cái nào mà x lớn là 3, 2, trừ 1 thì chúng ta chọn. Như vậy chúng ta chọn phương án D. À, câu số 2 này là một cái câu mà để chúng ta áp dụng cái công thức mà chúng ta vừa nhắc đến trong câu số 21. Tức là cái mối liên hệ giữa tọa độ của một vector x đối với hai cơ sở. X lớn là đối với cơ sở B. X phết lớn là đối với cái cơ sở B phết. Tìm cái mối quan hệ giữa x lớn và x lớn phết. Câu 21 là câu lý thuyết thuần túy. Câu 2 là câu áp dụng cái lý thuyết đó vào một cái trường hợp cụ thể. Hy vọng là qua cái trường hợp cụ thể này chúng ta nhớ lại và hiểu rõ hơn cái công thức mà nêu trong cái phần câu số 21. Chúng ta tiếp tục. Câu số 23. Cho V kép là tập hợp tất cả các cái vector x có dạng x1, x2 mà tổng hai thành phần của nó là k. Câu hỏi đặt ra là V kép này nó là không gian con của R2 khi và chỉ khi nào k bằng 0 là phương án thứ nhất, k bằng 1 là phương án thứ hai, k bằng trừ 2 là phương án thứ ba và k bằng trừ 1 là phương án thứ tư. À, như vậy thì câu 23 này thì lại nhắc đến một cái khái niệm khác trong cái chương không gian vector của chúng ta, đó là không gian con. Là chúng ta phải tìm hiểu lại một tí xíu không gian con của một cái không gian vector là một cái được định nghĩa như thế nào trước khi chúng ta làm câu 23. Người ta nói như thế này: tập con V kép khác rỗng của không gian vector V được gọi là không gian con của không gian vector V này khi mà nó thỏa một trong hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là nếu ta lấy bất kỳ xi nào thuộc cái V kép này thì lúc đó lấy x cộng y nó cũng thuộc V kép. X cộng y thuộc V kép, hãy suy ra rằng x cộng y cũng thuộc V kép. Đó là điều kiện 1. Điều kiện thứ hai là lấy bất kỳ m nào trong cái trường số k, ví dụ như không gian vector V của mình đang nói đến là không gian vector trên trường k, thì cái m là lấy trong cái trường số k đó, thì với mọi m thuộc k và với mọi x thuộc V kép thì chúng ta phải có là mx, m nhân x cũng thuộc V kép. Nếu như mà nó thỏa mãn được hai cái điều kiện này nè, thì ta kết luận rằng cái tập con omega là không gian con của không gian vector V. Đây là một cách. Chúng ta không làm hai điều kiện này mà chúng ta nhập lại với nhau á, thành một điều kiện cũng được. Tức là chúng ta làm thế này nè. Lấy bất kỳ m thuộc k và lấy xi thuộc V kép. Các em để ý là trên này á, thì mình lấy x thôi, với mọi m thuộc k và với mọi x một vector thôi trong cái vector trong cái tập hợp V kép này. Còn dưới này là lấy hai vector trong V kép, lấy x lấy y. Thế nếu như mà ta chứng minh được rằng là mx mà cộng với y cũng thuộc V kép, với mọi m thuộc k với mọi x y thuộc V kép mà mx cộng y thuộc V kép, thì ta kết luận V kép là không gian con của không gian vector V. Chúng ta chọn một trong hai cái điều kiện này để chúng ta chứng minh một cái tập con khác rỗng V kép của không gian vector V, đó là không gian con của không gian vector V. Bây giờ chúng ta vận dụng cái lý thuyết vừa mới nhắc lại để giải quyết câu 23.
Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây cái không gian V của mình là R2. Khi mà không nói gì hết có nghĩa là cái trường số K bây giờ là R. Tức là không gian vector R2 trên trường số thực R. Tức là K là R đó. Vậy thì chúng ta lấy M thuộc R. Chúng ta lấy mọi XY thuộc V kép. À, như vậy khi chúng ta nói là lấy mọi XY thuộc V kép, tức là chúng ta đang muốn cái dùng cái điều kiện số 2 trong hai cái điều kiện vừa rồi á. À, chúng ta nhập hai điều kiện của cái điều kiện số 1 lại thành ra một điều kiện đó. Ta dùng cái đó ta chứng minh. Với mọi M thuộc R với mọi XY thuộc V kép, chúng ta đi tính M X cộng với Y. Rồi chúng ta cho M X cộng Y này mà nó thuộc V kép, thì chúng ta có V kép này, nó là không gian con của R2. Thế M X mà cộng Y thì bằng cái gì? Thì chúng ta học trong cái phần không gian vector rồi. Nhân á, thì nhân cái số đó với các cái thành phần của vector. Còn cộng á, thì cộng các thành phần tương ứng với nhau. Tức là thành phần thứ nhất của vector này thì cộng với thành phần thứ nhất của vector kia. À, thành phần thứ hai của vector này thì cộng thành phần thứ hai của vector kia. Như vậy thì ở đây nè. MX thì thành phần thứ nhất nó sẽ là MX1. Lấy M nhân X1. Rồi cộng với vector Y, cộng với thành phần đầu tiên vector Y là Y1. À, giả sử vector Y là Y1, Y2. Như vậy thì thành phần đầu tiên của cái vector MX cộng Y nó là MX1 cộng Y1. Các em có hình dung ra không? Lấy M nhân thành phần thứ nhất của X nè, MX1 nè, cộng với thành phần thứ nhất của Y là Y1. Chúng ta có thành phần thứ nhất của cái tổng này. Thành phần thứ hai của tổng này là gì nè? Mình lấy M nhân với thành phần thứ hai của X được bao nhiêu, mình cộng với thành phần thứ hai của Y. Như vậy ta có MX2 cộng với Y2. À, chỗ này là MX2 cộng với Y2. Bây giờ mình muốn cái MX cộng Y này đó nó thuộc V kép, đúng không nào? Muốn V kép là không gian con của R2 thì theo cái định lý vừa rồi thì chúng ta phải có MX cộng Y cũng thuộc V kép. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải làm sao? À, chúng ta phải lấy hai cái thành phần của nó cộng lại với nhau. Cái thành phần thứ nhất nè cộng thành phần thứ hai của nó phải bằng K. Tại vì là V kép á, là tập hợp tất cả những cái vector X mà tổng hai thành phần bằng K. Vậy thì muốn MX cộng Y nó thuộc V kép thì hai thành phần của cái vector MX cộng Y này nè, tức là MX1 cộng Y1 thành phần thứ nhất và MX2 cộng Y2 là thành phần thứ hai của nó cộng lại cái bằng K. Có đúng như vậy không? Tương đương với nè. À, ở đây mình đặt nhân tử chung. Ở đây có MX1, có MX2. Ta đặt M nhân tử chung, ta có X1 cộng X2. Rồi. Cộng với Y1 cộng Y2 bằng K. Đó. Rồi bây giờ ta vận dụng giả thiết là X thuộc V kép và Y thuộc V kép. Thì do X nó thuộc V kép cho nên X1 cộng X2 nó bằng K. Tổng hai thành phần của nó bằng K. À, như vậy thì chúng ta có chỗ này là M nhân K. Rồi vector Y nó thuộc V kép. Như vậy tổng hai thành phần của Y, tức là Y1 cộng Y2 cũng phải bằng K luôn. Vậy chỗ này ta có cộng với K. Đây M K cộng với K. Và ta muốn nó bằng K. Thế đơn giản đi thì ta được là M K bằng 0. Và em nhớ là cái điều này nó phải đúng với mọi M thuộc R. Đây nè, nó phải đúng với mọi M thuộc R. Đây với mọi M thuộc R. Điều này là quan trọng lắm. Mà ta muốn M nhân K bằng 0 với mọi M thuộc R thì có phải là ta cần K bằng 0 không? À, như vậy thì muốn cho MX cộng Y thuộc V kép, tức là muốn cho V kép này là không gian con của R2 thì điều kiện cần và đủ là K phải bằng 0. Vậy chúng ta chọn phương án A. À, chúng ta vừa giải quyết xong câu số 23. Các em thân mến, như vậy là trong cái tuần này chúng ta vừa mới ôn tập với nhau về hai điều. Thứ nhất là chúng ta ôn với nhau về là tọa độ của một vector đối với một cơ sở. Thứ hai là chúng ta ôn cái mối quan hệ giữa tọa độ của một vector đối với cái cơ sở B và một cái cơ sở B phết. À, các em nhớ không nè? Và vừa rồi là chúng ta cũng ôn tập được cái phần không gian con của một không gian vector B. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với những cái kiến thức còn lại trong chương 2. Còn bây giờ thì thời lượng đến đây là hết. Xin chào các em. Hẹn gặp các em trong chương trình tuần sau.